chồng con theo Bắc Tông, con dẫn đi chùa Nam Tông thì ảnh hỏi tại sao phải đọc kinh bằng tiếng Bali, Phật và chư thiên tiếng nào mà không hiểu, đọc tiếng Việt là được rồi, đọc tiếng Bali có người cũng không biết Ở kính mong sư giảng giải. <laughs> Thưa với quý vị đó, nó giống như tiếng Anh vậy đó, mình không có đọc được tiếng Anh mình không có học được tiếng anh thì mình đừng có bài xích cái chuyện người ta đọc bằng tiếng anh nha ừ, cái chuyện thích không thích là do mình đó là chuyện cá nhân của mình mình đừng có áp đặt cái chuyện cá nhân của mình lên người khác quý vị có biết là người trung quốc họ học tiếng anh rất là khó quý vị biết không khó hơn người việt mình rất là nhiều thứ nhất là cái hệ thống cái chữ viết của họ cái thứ hai đó là cái kiểu mà hán hóa tất cả các ngôn ngữ uhm, bất kỳ một cái chữ tiếng anh nào họ đều phải một là họ dịch ra hai là họ phiên âm chứ họ không bao giờ họ dùng nguyên cái từ tiếng anh đó nó dẫn đến cái chuyện là họ phần lớn người trung quốc là họ tiếng anh họ rất là dở trừ một số bộ phận họ làm việc với người nước ngoài nhưng mà người nước ngoài qua nước họ làm việc cũng phải học tiếng hoa chứ họ không có chuyện họ nói tiếng anh với họ đâu thì cái bali nó cũng gần giống như vậy mình cái kiểu thôi cái gì cũng người việt hết thôi cứ đọc tiếng việt đi như vậy thì khỏi học bali làm chi à... và quý vị biết là vì những suy nghĩ như vậy Đương nhiên đó chỉ là một phần lý do thôi, còn nhiều nguyên nhân nữa. Nhưng mà đó là một phần lý do mà tạng Bali của Trung Quốc biến mất. Tức là Phật giáo Bắc truyền không còn tạng Bali. Ban đầu vốn dĩ Phật giáo Bắc truyền có tạng Bali, có tạng gốc Bali. Không. Dịch qua Sanskrit nhưng mà cái tạng Bali của họ vẫn có. Tức là anh dịch qua Sanskrit nhưng mà anh phải có cái bản Bali để nói chiếu chứ. Nhưng mà riết rồi cái kiểu mà nói nó kỳ chứ có mới nói cũ tức là mình dịch, dịch qua bản mới rồi là mình bỏ cái bản cũ đi rồi từ khi mà dịch từ Sanskrit á, dịch qua tiếng Hoa nó dịch qua tiếng Trung á là họ bỏ luôn cái Sanskrit đi cho tới bây giờ cái bản tiếng Trung nó có vấn đề họ không biết dựa vào đâu để họ tìm bản gốc mà nếu như mình có suy nghĩ như vậy á biết rồi là mình sẽ không còn cái bản Bali nữa rồi tới cái hồi mà cái bản dịch Việt có vấn đề nha cái bản dịch việt có vấn đề mình không có cửa để mà mình tìm mình biết vấn đề nằm ở đâu à và cầu phan còn một cái nữa là làm ơn làm phước đừng có coi cái tiếng bali là một cái ngôn ngữ linh thiêng nha rồi nhiều người họ nghĩ là bali là chắc là giống như chú thần chú đã tụng là nó linh thiêng lắm mà xin thưa làm ơn làm phước ngôn ngữ chỉ là phương tiện để truyền tải nội dung nhớ dùm cái quý giá là cái nội dung mà nó truyền tải chứ không nằm ở ngôn ngữ chẳng qua là khi mình dịch từ một ngôn ngữ này qua một ngôn ngữ khác mình không thể nào truyền tải toàn bộ nội dung mà chính bởi vì muốn giữ cho cái nội dung nó được trọn vẹn á cho nên người ta vẫn giữ cái bản gốc chứ không phải là cái ngôn ngữ đó cái tiếng Bali đó là một cái gì đó nó liên thiên là nó kinh khủng nó ghê gớm lắm thì không phải nha hôm nay kể quý vị nghe chuyện Tam Quốc, <laughs> ngày cứ coi Tam Quốc, <laughs> cái đoạn mà gia cát lượng mới về phò trợ lưu bị đó, thì lưu bị mới phong cho gia cát lượng làm quân sư đó, thì mới chỉ đạo cái trận đánh tàu tháo đánh đó. thì gia cát lượng mới đưa cái cái lệnh ra là điều binh thì hai anh em là là trương phi với quan công không có chịu nghe tại thắc mắc là sao cái cái đầu ngu si đâu có hiểu rằng là, là gia cát lượng tại sao bắt tôi đứng đây thì, thì ông gia cát lượng á ổng gì sẽ mu giày kế gọng ổng biết là lát nữa là ông, ông tào Tháo ông tào tháo ông chạy tới đây nè là chặn ở đây nè nhưng mà cái anh trương phi anh ngu anh không có biết anh cho rằng đó là một cái lệnh tàu lao anh không nghe. Rồi rút cuộc uh, uh, lưu bị phải rút cái kiếm ra đưa cho gia Cát lượng. Không nghe chém luôn ngay cả ta. Thì cũng vậy á, cái trí của mình nó tới đó đó. Thì mình hiểu tới đó và mình tưởng rằng cái vậy là hay, nhưng mà thật chắc không phải. Cái thứ hai nữa tôi nói một câu nó thì nó hơi nhạy cảm hơi kỳ kỳ nhưng mà phải nói xin lỗi cúng chùa được ngày nào chưa bắt tôi đụng tiếng việt cho mấy ông chưa xây chùa luôn á không biết cúng được không vô xây được cái chùa chưa mà bắt tôi phải làm theo ý mình cái ý mình là bắt chưa tăng phải tụng tiếng việt cho mình nghe nói thiệt quý vị biết cái truyền thống của người của, của phật giáo nguyên thủy theo an là tụng kinh bali song ngữ bây giờ đó, mình không biết cái ý thích của mình gì mà mình tự nhiên mình thay đổi nguyên cái cái truyền thống của nguyên cái hệ phái người ta trong khi mình không có làm gì hết á tức mình chưa làm nhé mình vô ngày ngày là mình cái ích kỷ hẹp hồi của bản thân mình, mình... chưa tăng tụng tư thiên tiếng nào chưa thiên cũng nghe được đọc tiếng việt được rồi có nghĩa là mình muốn thay đổi chùa chiền mình muốn bắt người ta phải tụng bán việt luôn à chứ người ta không cho tụng bali rồi hai nữa nó chưa tăng tụng Bali không phải để để anh nghe nha cái anh này nè chưa tăng tụng Bali đâu phải để anh nghe đâu cho nên anh đừng có tưởng tụng để anh nghe rồi tôi hỏi anh nè bây giờ tụng kinh Bắc kinh bát nhã ba la mật anh có thuộc không anh có nghe anh hiểu không quán tự tại thành tâm bát giả ba la mật ta gì đó anh thì anh hiểu không rồi mấy cái chú lục tự lục tự chân ngôn có hiểu không ăn mà đi bắt mê hầm có hiểu không mình cũng đâu có hiểu đâu sao mà nó qua mình chụp đến đi Thật ra đó Khi mà người ta đã không thích rồi Người ta sẽ tìm cách để người ta nói Người ta môi Một cái là mình Giữa, giữa, giữa một cái nha Mình bắt chư tăng nguyên thủy Phải đọc tiếng Việt hết Với một cái là mình tập làm quen với Bali Mình thấy cái nào dễ hơn Tôi nhắc lại chư tăng đọc kinh Tụng kinh Không phải để quý vị ngồi quý vị hiểu Thậm chí bây giờ tôi đọc tiếng Việt luôn Quý vị còn hiểu nữa ở đó mà đọc Bali Nói mấy bài thơ luật bác ở bên trong kinh đảng thôi Quý vị không học giáo lý sao quý vị hiểu Thậm chí những vị sư tu nhiều năm Những bài kinh tiếng Việt á họ, họ còn không hiểu Họ còn chưa hiểu nữa kìa Rồi cái anh chồng này nè Anh có thực sự anh cầm bài kinh tiếng Việt của bên Nam Tông lên Anh đọc thử một bài thử anh hiểu hay không Mà anh ngồi anh nói anh đây làm phán một cách tào lao phán ngồi phán tỉnh bơ luôn thì, thì, thì nó nó rất là 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 e ngại cho cái cái tâm kinh thường cái tâm này nó kinh thường nó nó kinh thường cái tiếng Bali và nó khinh thường cái ngôn ngữ nó kinh thường cái cái giáo lý khinh thường chùa rất là e ngại cho cái vị cái ông chồng này luôn cái tâm như vậy á xin lỗi mốt cô đừng dẫn vô chùa đi cũng cái thiệt á không đi mình bắt tông thì anh <laughs> ta tụng quán tự tại bồ tát rồi lại bắt lỗi đâu đâu có hiểu đâu mình không ta ta cái tung hai tụng kinh để mình hiểu cả, cả tôi tụng tuần chưa hiểu <laughs> như xin thể nói nãy đó cái kinh ba ly á nó có một cái tác dụng gọi là truyền thừa là rất là nhiều bây giờ ai cũng tụng tiếng việt hết trơn rồi đời mấy ông sư biết ba ly chết hết rồi mấy ông nhỏ lên rồi mấy ông sư nhỏ lên Cuối cuộc đọc tiếng việt không rồi còn đâu nữa cái tạng ba ly còn đâu nữa cái sự truyền thừa phải không? Tại sao không bỏ? Bây giờ mình có bà mẹ nè. Bà mẹ trước khi mất bà nói nè. Đất nhiều lắm. Con canh cái nào mà cần cỏi. Con bỏ đất đi. Rồi bà chết đi. Bà để tại đất đai cho mình. Mình mấy cái đất cằn cỏi. giờ ở vùng giang rồi đó. Mấy cái chỗ hố. Cái mương rồi đó. Mình có bỏ không? Không. Dễ gì bỏ. Mình giữ lại chứ cái sự truyền thừa rất là quan trọng nãy đó cái gì có thấy cái chữ thì cái tiểu tu không tiếng việt một cái là nó rối liền mà có ba ly cái nó rõ cái chữ tu tiến tự phát triển nó không phải ba ly lỗi vì khi mà hán ra đó đâu phải cái nào cũng nó, nó cũng sát nghĩa đâu cái chữ mặt lợi mặt lợi đó tức là hoàng hồ, hoàng hậu mặt lợi vua vợ của đức vua ba xê lý đó. Mặt lệ là gì quý vị hiểu mặc lại tiếng kháng đó âm hán đó nghĩa là gì nhưng mà tiếng bali manlika nghĩa là qua lại tiếng anh là chatmin qua lại bây giờ không có bali làm sao quý vị hiểu hiểu được cho nên khi mà mình ông nội này nè một câu Bali ông cũng không biết mà tiếng Việt cũng còn chưa tờ qua nữa ông vô chùa ông gác gác cái ông thấy tụng Bali tại vì ông không ưa cho nên ông tìm cách ông nói nói theo ý mình và cái ngã mạng nó bắt người ta phải theo mình là ờ ừ, mấy ông tụng tiếng Việt cũng được đâu cần thiết đây là một cái sự e ngại tôi sợ ông này luôn á sợ ông mang nghiệp á